Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Duozan TCR 6700, một cái dòng model TCR, dòng cao cấp về khung nhôm của xe Gian, thì được sử dụng bộ group chuyển động của Shimano 105 nhôm bánh 700c. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, khung nhôm nước sơn nguyên bản. Xe Gian model TCR 6700 sử dụng công nghệ nhôm Alux. Website của hãng này chạy bộ group chuyển động của Shimano 105 giờ 5800 với 11 là mười tầng lip và hai tầng đĩa cho xe có 20 độ khác nhau. Và từ bộ chuyển động đến đùi đạp và đôi tay lắc. Đây là của Shimano 105. Ghi đông nguyên zin theo xe. Cặp vành của Shimano. Đây là cặp vành R510. Cặp vành rất đẹp. Cảm thấy cực kỳ đẹp. Mayer sau. Mayer làm rất là đẹp. Các bạn nhìn. Shimano thì người ta sẽ không làm bi côn các bạn, không làm bi vòng các bạn nhé, không làm mặt đạo, chỉ làm bi côn. Làm cái chất lượng của nó rất là tốt, chất lượng của Shimano. Người ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m66-67 đến khoảng 1m76-77 thì là phù hợp. Chiếc xe có giá bán bên em là 16.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.